Adem mà. Baby, đây là cái kẻ thuốc. Còn đây là mấy ổng đang làm cái sườn để làm cái kẻ kia luôn. Vậy mấy ổng ngăn ra thành một phòng cấp cứu bên trong. Ô oh! Bên trong đây cũng có kẻ thuốc nữa. Giường bệnh. Bây giờ cái bậc ở đằng trước mấy ông này lát gạch xong luôn rồi nhà mình. Lát gạch cái bậc xong luôn, làm chỗ trồng hoa. Nhím đang được cái chai muối của cô Tươi độ, là cô Tí nhím chiên gà lộn. Đang được chai muối độ chí trời. Sáng giờ nhím chưa ăn luôn, đói luôn tay luôn. Thì bữa nay ra 2 clip đó nha mình. Ông bà Bilo lại đi theo ông Figo học nghề, rồi kiểu như dịnh đồ, kiểu như dịnh đồ phụ đồ này kia, cho nên là vừa học nghề luôn, chứ ông không có nghề, ông không làm được gì hết. Ông trước giờ chỉ biết bán đầu mũ thôi. Trời ơi, Nhím đứng quay mà hai cái tay Nhím nó rung á, đói bụng á, nó rung cái màn hình nhà mình thấy không? Bây giờ đang cúp điện, mấy ông này gần xong rồi cho nên là chơi lấy cái dao cắt luôn. Nhà mình thấy cái này ông Phi Gột xứng đáng thưởng cái búa chưa? Quá trời luôn, làm bên chuồng dê bay qua bên này làm. Quá trời, mấy cái bao tay của mấy cô gửi chiến này qua đúng dịp luôn. Mình hay vô cái đợt làm. Không thôi là mua bên này hơi bị bộn tiền. Mà lên chỗ vật tư xây dựng mua mới có chứ chợ chợ nhỏ cũng không có bán cái vụ này. Lên chỗ bán đồ xây dựng này này kia. Đẹp hen. Gắn cái màu đỏ gì đẹp. Bây giờ chiều Nhím đi ngang qua cái tiệm của bé này, vô thăm coi tiệm Tùng làm thế nào. Trời ơi, nó ngồi nó chơi lem luốc. Rồi xong. How business? Ôi ơi, có bồn gọi đầu rồi đó. Bán lên nhìn có lý không? How business? Okay. You can manage it, wa? Không alo. Nhím đi ngang qua. Được, thấy ổn, thấy không có mất và thấy không bị ăn trộm là mừng rồi. Cái này từ từ Nhím gom lúa, Nhím làm cho một cái bảng hiệu gắn ở phía trước đường vậy nè. Người ta mới biết, người ta mới vô. Cái này nó hơi nằm hụt bên trong chút xíu. Gradually, small. The people will know how, because everybody that have heard halfway is making it. Yes, like close. Everybody have their own style. So when they start make for her, she can satisfy them. Dễ thương nghe. Ở khu này cũng đông người nhà mình. Đó. Thì shop rất là dễ thương. Mấy chị em ngồi từ Nhím gom lúa, Nhím làm một cái bảng hiệu nhỏ nhỏ gắn phía trước này đó. Let's go before night come. Giờ nhà Nhím phải về để tối rồi. Thường ngày giờ này là mấy chị em nó về về nhà chồng rồi, nhưng mà bữa nay hình như là ở lại để có tiệm mà mở cửa hơi tối á. No, I'm picking this up over there.
Our own garden. That one I'm throwing. You know, if I see snail outside, I bring it from my garden and keep. See how they are giving them. Cái này là ông lụm thử vài con ở trong vườn xem coi nó sống như thế nào, tình hình như thế nào, để mình nghiên cứu thôi. Chứ mua là nhà nhím sẽ đi tới ngay chỗ cái chợ hôm bữa chỗ mình mua cá, con cá có bốn chân đó, là người ta có bán ốc giống. Thì nhà nhím sẽ mua về để triển khai thử. Nếu được thì mai mốt mình làm mô hình bự luôn. Him at now. You see him eye, what I remove? No, egg. The egg. Okay, that egg I give. Giờ con Lulu nó bị cái gì ở nhà mình? You see him still strong, only that and make it, that and doing that and that. That touch him, make him, affect him. Let him eat more chicken and drink bitter cola. Let him eat now that he can he stay hungry. Give him, let me know we eat more. Con Lulu, con chó đực. Không biết nó bị cái gì nhà mình nhím về, nhím thấy nó kiểu như là nó bị giật. Cái người nó giống như bị trúng độc vậy đó. Không cần nói. If you pick at me, fall. I'll be you, tea, I'm small fall. Nó cố gắng nó ăn cái cục thịt nhím đưa nè. Nhím cho nó uống một cái hột gà, nhím sợ nó bị trúng độc qua nhà mình. Cho nó uống cái hột gà rồi mà thấy đỡ nè, mà không biết sao. Rồi bây giờ nhím cho nó ăn no rồi nhà mình mà không biết bị cái gì, cứ ngồi lắc như thế này. Em cũng không biết con Lulu nó bị gì luôn. Em đang sợ không biết có bị rắn cắn hay không. Cho nó ăn cái hộp đắng hôm bữa xa ăn rồi. Thấy nó tỉnh mà không biết có ngủm luôn không. Get better but you never complete. You never complete, yeah. Mm. Cái to đi, ở cái feet, yeah. Hey, very, very. Có cucum, cabbage. Jesus. Ông nghe cái ông phục quà này luôn bố xe. Ông đi phụ bè cái ta. Cái phê linh kia. Cái ông là lê tù xin đâm bà gò. Ở đây cả lê tù xin. Ông cũng không bà vĩ phê. Cái ông cà bê. Ông nè xì quá cà cò rê bà yô. Mà làm kia thì xin càng cà bê đi hard. Cà bê đi light. Light, Trời ơi, cô y tá mới cho dưa leo ăn chưa hết. Vậy leo nhím có trái nữa rồi. Bự ăn được rồi. Cái bác này coi bộ, bà thích trồng trọt. Nhìn thấy bà ham khu vườn của nhím. Yes, it's like very simple. You have many types. Thank you. Hôm qua có khán giả hỏi nhím có phải bác này bị bú cổ không? Nhím thì nhím đã từng thấy người bị bú cổ, một cái bú rất là to ở cổ. Còn bác này, bác ấy có hai cái, một cái cũng to, một cái nhỏ. Và thấy như kiểu cái chân của bả không có được vững á. Và bả thường hay bị té như nhà mình. Cho nên là bả bị té xong bả mới không đi bán bánh đậu được á. Hồi xưa là bả đi bán bánh đậu với mẹ phi gồ trên thành phố đó. Thì nếu như khán giả nhà mình ai có cái bài thuốc nam mà nó dễ tìm á, thì có thể comment cho nhím bên này, nhím tìm thử. Nếu có thể nhím giúp cho bác ấy cũng được. Ôi à, ghiền nữa, ông cạp ông ghiền làm cỏ với cái cuốc này dữ lắm nhà mình. Mùa này không còn đau lưng mà gặp mấy cái cuốc này nữa hết sảy. Nếu mà không phải bị kẹt vào cái vụ kia là có thể là qua trước cách đây 2-3 tháng rồi. Là bây giờ là đã sử dụng đã đời rồi. Like how much can you kid you a bit of the business? Can you kid you a bit of the money? Like na need you lego on a can you kid you a bit of? I'm a good a beggar has no choice. You can live so you go for. Nwere mgbe abarọ gị na akpa amarọ m ọjọọ so enyemaka. Enyemaka ka ị chọọ inye. Nwere mgbe m apụtasịwa gị nye m ego onye. Nọọ ịmalụ ife si gị n'obi. Ife ọbụla si gị n'obi. Ma ekwu, ọ dịkwa izi a very good talk, but me, I refuse am. You know why I refuse it? Because I don't want to. The thing I'm talking about is
about the business that will last for a very long time. For it's something you'll be doing to take care of yourself. Least I'm not telling you, I'm not giving you money for food. If I'm giving you money for food, I'll give you any amount I want. But we are talking about business that tomorrow, when I see you, I will know that you are doing well. Yes. Because if I should give you anything that I have, maybe now you go home and it's not enough for you, you will use it and eat food. And I will sit at home thinking you are doing business. Why you are not? Why the money have finished? That is why, as you like, lowest estimate, lowest manage, highest management you can use to start the business should be around how much? There's no fear anything. Just take me like your son now. I want to start business for my mom. Cái cô này bà băn khoăn cũng đúng. Tại vì cái việc này nó không phải như là bán tiệm tạp hóa, nó không có chung vốn. Chỉ mua đầu chợ xong bán cuối chợ lấy vốn, lấy lời ăn. Cho nên là bà nói là bao nhiêu cũng được là như vậy. Nhưng mà cái ý ông Cạp á là ổng muốn cho bà phải nói, tự chính miệng bà nói ra, để bà có cái trách nhiệm với cái tiền mà nhà nhiếm giao cho bà. Để mà bà không nói là à tại vì mày đưa cho tao dư quá rồi thành ra tao làm tao ý y, hay là à mày đưa ít quá không đủ vốn thành ra tao làm không vững được đó, cho nên là bà ông mới kêu bà là phải tự nói ra như vậy. The training one should be apart. That one should wait first on when you start here, then you make chance for yourself. Then we know how to invite the chicken for you. Cái bác này bá ham nuôi gà, nhưng mà kiểu như nhà nhím muốn là bá việc nào nó ra việc đó, tập trung buôn bán trước có lời vững xong rồi từ từ tính tiếp, chứ không có hai ba xôi nhọn chỏ xong rồi mới mốt không làm cái nào ra cái nào. Riêng cái việc nuôi gà ở đây nó có một cái khó khăn cực kỳ, đó là vào cái mùa từ tháng 10 cho đến tháng giêng tháng 2 nó có cái mùa lạnh mà khô, kể có con người mình chịu không nổi luôn, sổ mũi nhức đầu liên tục, cho nên gà thường là vào khoảng thời gian đó nó hay bị chết dữ lắm. Cho nên là nhà nhím không có nuôi, có kinh nghiệm rồi, nhưng mà thấy bả ham thì để tự bả buôn bán, bả có tiền bả thu xếp, bả mua một ít bả nuôi, bả lấy kinh nghiệm. Chứ giờ mình đưa bả đóng tiền cái bả mua đóng gà về bả nuôi cái chết hết cái là xong phim luôn. Giờ nhím đang lo ông Cạp mà ông nó không cho bác này số tiền làm vốn, cái bả nhị dựng nên bả xỉu nữa. God knows everyone more than we do. We are just a servant on the earth. Maybe you will decide by yourself. Abi, you need to go and think and come back. It's only here, they will pay. Well, back on. No problem. Then, actually, they make sure that before tomorrow. But I go so that against Tuesday, after sit at home, Tuesday, you can start your business. But Monday and Tuesday. God, that one no concern us. If you just give us feedback, if by God's grace we have that, the thing you said, we will settle you immediately. Any day you want to start your business, you start your business. Bà thấy rau đắng, bà ham. Dì Nhiễm kêu là bà khảo sát. Bây giờ ông Cạp dẫn cái bác này ra để bác ấy tham quan cái vườn rau đắng, để bác ấy có kế hoạch sắp xếp để hái vào ngày thứ hai. Tại vì ngày thứ hai là ngày phong tỏa, ngày thứ ba là người ta bắt đầu mở chợ, thì ngày thứ hai mình hái mình rửa, sáng thứ ba đem đi bán. Đó là nhà nhím giao lại cho bác này, thay vì chờ cái cô kia về thì cái rau nó sẽ bị hư hết. Và ở phía sau rễ rau đắng thì còn rất là nhiều đất trống, thì ông Cạp sẽ chỉ cho bác ấy để bác ấy tới bác ấy làm luôn. Thì có gì nhím sẽ quay cụ thể trong tập tiếp theo cho nhà mình hen. Dài quá là nhím không có up lên được, tại vì mỗi ngày 2 clip đó. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi nha.